Ngày 30 tháng 5, đoàn công tác chính phủ bờ biển Nga do ông Dzhakh, Bộ trưởng Bộ Kinh tế số làm trưởng đoàn, đã thăm và làm việc với Tổng cục Thuế. Ông Đặng Ngọc Minh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế chủ trì buổi làm việc. Chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam của đoàn công tác của chính phủ bờ biển Nga nằm trong khuôn khổ chương trình trao đổi kiến thức, kinh nghiệm về xây dựng chính phủ điện tử giữa Việt Nam và bờ biển Nga dưới sự bảo trợ của Ngân hàng Thế giới. Mục đích của buổi làm việc với Tổng cục Thuế nhằm học hỏi kinh nghiệm trong việc hiện đại hóa công tác quản lý thuế, định hướng trong thời gian tới. Tiếp đoàn công tác của bờ biển Nga, ông Đặng Ngọc Minh và đại diện một số đơn vị thuộc Tổng cục Thuế đã chia sẻ về bộ máy tổ chức của Tổng cục Thuế, về chính sách thuế hiện hành, công tác quản lý thuế của Tổng cục Thuế, cũng như vấn đề hiện đại hóa mà ngành thuế đã và đang thực hiện. Tổng cục Thuế cho biết, hiện có trên 99% doanh nghiệp đã thực hiện khai thuế qua mạng, hơn 98% doanh nghiệp nộp thuế điện tử, 95% doanh nghiệp hoàn thuế điện tử. Hiện ngành thuế cũng đã đưa hóa đơn điện tử vào áp dụng, đang tiến tới mở rộng đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử. Đại diện đoàn công tác của bờ biển Nga, ông Đờ Y Sắc, Bộ trưởng Bộ Kinh tế số, đã bày tỏ sự cảm ơn đối với Tổng cục Thuế đã dành thời gian tiếp đoàn, đồng thời đã chia sẻ những kinh nghiệm rất quý báu về công tác quản lý thuế. Ông Đờ Y Sắc mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm quản lý thuế trong thời gian tới.